Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của Mon nha. Thì hiện tại chỉ có một bạn đúng câu hỏi của mình ngày hôm kia thôi. Thì chỉ có một bạn nhận được, còn tất cả đều trả lời là Phạm Phương Đức nha. Nhưng mà sai rồi, tên thật của Đức là Phạm Minh Đức nha mọi người. Đây đây đây. Và đây là những bạn trả lời sai nè. Còn đây là bạn trả lời đúng nha. Giờ thì mình sẽ rút kim cương về cho bạn này nha mọi người. Đấy. Ok, còn câu hỏi của ngày hôm nay là trong clip thử thách dùng kinh khí cầu thì Đức bắn được bao nhiêu kill? Mọi người hãy comment ở dưới nha. Bạn nào trả lời sớm nhất thì sẽ được kim cương. Ok, cảm ơn mọi người. Alo alo, sự kiện Halloween đã đến rồi anh chị em ơi. Cùng nhau vào thử dòng quay 7K để nhận được 13.999 kim cương. Giảm giá đến 80% cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Anh em hãy nhanh tay chân chân truy cập vào shop để mong anh chấm VN thôi nào. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Mon nha. Ngày hôm nay Mon trả trang điểm luôn. Mon để mặt học mình với Đức sẽ làm clip là thử thách hóa trang cho nhau. Hôm nay ngày Halloween, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đúng rồi. Mà mọi người ơi, bọn mình hóa trang xong mọi người chấm điểm nha. Bao nhiêu số điểm mọi người hãy nhắn ở dưới là bé Mon bao nhiêu điểm, Đức mở bao nhiêu điểm nha. Được của nó. Ok, thì mọi người chấm cho mình cao cao lên nha. Ơ kìa, duyên tự nhiên đi kêu tấm cao. Hắn đâu mọi đúng mọm đâu. Ok, bây giờ bắt đầu quay. Ok. Dụng cụ là gì? Dụng cụ là... Khoan, từ từ. Em sẽ... Anh sẽ gọi tới cái phần dụng cụ nha. Thì dụng cụ của chúng ta có là một hộp màu. Màu này là màu hóa trang đó mọi người. Rồi đây là giấy để chấm cái cọ. Đây là mình có ba cái cọ. Đó, lỗ tai cái kiểu. Chưa? Bắt đầu. Quánh tù xì đứng đầu trước. Quánh tù xì ra cái... Ok á. Quánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. 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 Em thua. Hừ nó. Giờ mua cho tôi cái ghế này. Thực hành cái nghi thức hóa trang. Bây giờ em bỏ kính này ra. Bruh. Rồi, bắt đầu ra. Sẽ phải rẽ ngôi như này để cho nhìn rõ mặt hơn. Nó khô cái môi của Mon ướt quá. Quay ra chuyện vậy. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Thao.
Chính chu gì đây? À, rất cái lỗ mày rồi. Đây, ok. Ok mọi người, và bây giờ mọi người chấm điểm cho mình và Đức như thế nào? Nhìn mon giống như Ma Vương, buồn cười hơn nhở? Giống gái Nhật. Anh mới giống gái Nhật cơ. Gái Nhật thì nó son được bên cao bên thấp, không học trang điểm bao giờ à? Con khỉ móc. Tôi tô son đẹp hơn nhở? Tô son đi mon đẹp hơn nhở? Nhìn mon này, mếu máo. Đâu? Bây kiểu giờ kiểu mọi người nhìn mọi người ơi, mọi người hãy comment vào, mọi người đánh giá xem mình và Đức ai sẽ là người hóa trang đẹp hơn nha mọi người, và hôm nay mọi người muốn hóa trang thành gì thì mọi người hãy comment ở dưới nha. À hóa trang cho Mon thêm một cái lốt son môi rồi. À, thì ok, bây giờ clip của Mon đến đây kết thúc rồi nhá. Thấy Đức Mon vẫn đẹp dài đúng không? Đúng đúng. Bye bye. Chúc mọi ngày có một ngày lễ tốt lành. Bye bye. Tôi là con chó gâu gâu.